Liêm Sơn. À, con đường này thì ngang qua chợ Trường An đây mọi người. À, trong những ngày qua thì Trường An cũng đã mở cửa trở lại. Ôm bạn. Ô, con trai này. Hỏi thăm. Đi đi lượm vá trái à? Lượm ăn mua à? Đi lượm à? Dạ. Không có gạo ăn à? Đi lượm thôi chứ không có tiền mua hả? À, đi có tiền đi buôn phải hơn không? Hả? Đâu ăn nè. Hả? Ai đó? Ai đó? Ai mà nghe tiền quen đó? À dạ không, con là nghe quen hả? Gì đi lượm vé chai đúng không? Đủ sống không? Đi lượm vé chai lên đây. Dạ dạ. Đi cái 5 giờ sáng đi. 5 giờ sáng chưa hả? Kiếm ngay được nhiều ít gì? Chứ má ngay được khoảng kiếm 50. 2 ngày 50 ngàn hả? Đó rồi. Khó khăn hay nhà gì ở mô? Gì à? Gì ở đây chỗ Điêm Kiệt một có một trong phủ á. Ở Tân Phủ hả? Ở Kiệt hả? Gia Dông bị cấp cái chế ở Mũi Tò 10 năm mới chứ Gia Dông cấp cho cái nhà ở. À, à bên Dông họ gọi cấp cho cái nhà ở. Đây mình hẹn cho đến đây con cháu mình. À ở. Đến đây họ. À dạ. Không phải là gia của mình. À dạ dạ thì họ cho ở thôi. Gì con đóng không? Ba là con, à, hai là con. À, lớn chứ con lớn hết. Con được một trừ. À, à rồi gì năm nay chắc con kè hả? Gì năm nay mấy rồi? 55. 55 hả? À. 55 gì ra bên. À dạ dạ rồi chủ làm chi? Phải gì ra gì chủ bị tái dựng kịp thôi. À rồi rồi gì chi gì làm nuôi hai được. Hả? À đi lượm đi ba bị tái biển dưới đường. À dạ rồi hả? Ừ. Đi ở đây riêng nghèo, đi lịch việc luôn, riêng mai về lại được con. Ừ, dạ. Đi lại lão cái gì. Dạ, 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 đi nghèo mới đi lượm vé trái chứ. Con khó thôi, ai đi lượm đúng không? Ai cho gà, cho con nó ăn. À, dạ. Dạ. Khó khăn mà thấy kia nuôi hai đứa con đó hả? Nuôi hai đứa con. À, dạ. Mà dịch đi làm, dịch rồi. À, dịch, dạ, thì thôi đi lượm thì cho biết mình có nghe, còn nghe đi đi. Có nghe chi nào nghe này. Mấy chó mưa ngang. À, dạ, thôi, được rồi. À thôi ướt à, hôm mà cháu mới ngang à, 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 mưa gió nó khó chạy nên đây qua đây con ha để chẳng gì 200 nghìn à, mưa gió chúc cho gì gia đình mạnh khỏe cho đăng chưa gì kia có một trong phủ à kiệt một á à, cái mô mà con về huệ một ngọt lần cái báo á báo mà con lần cái báo rồi là họ chị phụ gì ngọt hả gì tinh ngọt hả à dạ dạ rồi không biết đâu phủ dạ là tinh phủ mà có một ngọt lần cái báo à là biết đó, khó khăn rồi dạ 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 à, con biết rồi gì rồi chờ nếu họ cho mở lại lâu chưa dạ mở cho mà họ hẹn cho nó vô được rồi đó kể nó là mà quý rơ đó à, thì ai đi chơi phải có chứ nhưng mà ý cũng nói họ cho họ mở cửa lại mấy ngày rồi đấy à, mở đi 3 ngày rồi 3 ngày rồi chúng kiểm soát được rồi hay rồi thôi đi làm đi chúc gì mạnh khỏe gì hết khổ à. Lắm dạ bảo gạo đậu lắm à giờ nào đó chưa bán cái bao cũng ai mua nữa để rồi họ bây giờ thôi đến được à, không nhiều nơi nhiều con thầy bạn cái này thì nhiều nơi nhiều người họ bảo chưa nhiều cơ sở lắm mà sớm bắt họ rồi có đi làm đúng rồi dạ. Nhưng tuy dơ có dơ họ vất ra thủng dơ thì mình lượm thôi thôi chừng chấp nhận cuộc sống ở đây cho đây đi thôi con chúc gì mạnh khỏe thôi may mắn gì hết rồi đi làm đi dạ. Dạ, con đi đó đang qua đây gặp một con cảnh gì đi lượm vé chai khó khăn chồng mất vì tai biến để lại hai con và một vợ khi mà nuôi hai con đi lượm vé chai cực khổ mọi người cùng nghe đi tâm sự thôi mày người đang ngang qua khu chợ Trường An đấy được biết thì chờ cũng đã mở cửa lại 2-3 ngày đi rồi hoạt động trở lại công tác ra soát dịch dạ dịch tệ thì nói chung cũng bình thường trở lại rồi thì cho mua bán chúng ta cũng thăm lại khu vực chợ Trường An.
vòng nha, chở rất là vòng, bạn tách rời qua bên phía bên đường bên này luôn mọi người, hai khu luôn đều là khu chợ hoặc chợ Trường An. À, chợ Trường An hai khu rất là rộng. À, mưa gió nữa nhưng bạn đầy đường luôn. Hàng cá hàng tôm giao nhau với đường Phan Bội Châu. Đường này là đường Cao Đình Độ, rất nhiều tuyến đường ở đây. Hình như từ khi khu vực Trường An chợ cỏ rồi này, nó làm nhiều khu ở nhà đường xã cũng lâu lắm, 17-20 năm rồi đấy mọi người. Hồi xưa đi lên khu vực này thì cũng nghĩa địa đó nhiều lắm, và Trường An cũng được quy hoạch rồi mở đường mở xã cũng lâu lắm rồi đấy. Nên bây giờ lên thì trung tâm thành phố, nếu như ai mà đã từng sống ở Huế mà cách đây trên 20 năm là sẽ được khu vực Trường An này. Bây giờ thì nhà nhiều và nhiều đường, nhiều việc nữa, và lòng vòng khu vực Trường An. Đây là đường Đặng Huy Trứ. Đặng Huy Trứ này sẽ ra phía sau ngã ba Thạch Giá và nhà thờ Phổ Cám mọi người. Hôm nay cho mọi người đi thăm Huế ngày mưa nha, mưa đông. Rồi hai ngày hôm nay mưa trở lại, và mưa không lớn nhưng mà mưa rẻo rắc đấy. Mưa cả ngày. Thì trên đường thì rất nhiều hình ảnh bạn hàng rong của người dân ở hai bên đường này. Khu vực này thì có khu trường học. Trên địa bàn thành phố Huế thì trong những ngày qua, mười mấy ngày rồi, đó, tất cả các trường học đều cho các em học online ở nhà hết. Ngang qua đây thấy một ông ngồi đây nữa. À, hình như ông ngồi mấy ngày rồi. Ngày mới đi ngang thấy ông ngồi đấy, tưởng ông nhà ở đây hỏi thăm coi. Chào bác. Bác lái xe ốm à? Xe thô à? Không, bà không dùng ạ. Mà đi mô. À, rồi chứ ốm làm chi à? Ốm à? Rồi già chơi thôi. À, dạ, dạ. Ngồi đi, tôi kêu cho mình đi. À, dạ, con tưởng ốm lái xe ốm hay là cực khổ chứ ngồi đây có hỏi thăm á. Ốm thì cần, tôi nói là chứ. Tôi cần, tôi ra chứ, tôi tìm. À, bà ra ngồi nhà với nữa hả? Dạ, tôi kia thế. À, ra đây ngồi là ngồi chơi hay đó? À, ngồi chơi thôi con tưởng. Thế mẹ ông giúp đỡ cho mọi người. Nhà không, nhà chủ mới bị chim nha. Dạ? Nhà chủ cực. Cực lắm. Nhà ba bốn người họ năm trong á. À, nếu có thì kể giúp đỡ cho họ tôi. Thì hỏi thông rồi thì thấy ngồi đi, ngồi một cái ăn xin hoa hai thì lại sẽ ôm ăn tường nữa. Không, với chủ cũng... Để ông ngồi chơi hả? Chiều tuổi đó chủ cũng đi lượm trái báo đó rồi rồi. Hai được có luôn năm. À, dạ. Con cái đâu à? Ông, dạ. Ông kia. Con cái bị bệnh đúng rồi, bệnh. Dạ. Hai ba đứa. À nó uống là buổi chiều đi lượm ve chai hả? À buổi tối đi lượm trái bao. À. Hai tăng đúng ạ. Hai tăng già. Tiến ra vô ra chứ. Không tiến ra tôi ra vô tôi già chứ. Không được rồi, là dạ. Con trường đó chi. Lâu rồi mẹ tao đi lâu. Dạ. Dạ. Con lâu hơn. Dạ. Dạ. Lâu rồi. Là mẹ nghi cơm. Dạ tôi hết lắm người bây giờ hai ông gái thôi. Mà tao đi rồi. À là như hai ông gái con bạn con trai là chiều đó chú nè. Dạ. Hai ông gái nhà nhận với đi bằng Huế luôn rồi chứ. Dạ, dạ, chứ không có công an Việt Nam được. Đi bằng Huế luôn rồi. Dạ. À, đoạt năm mấy? 61.
tàu múc. Dạ. À, là nghe chỉnh là đi lượm vé chai hả? Dạ. Ngay kiểm tra cấm nước có. Tôi có tại tàu không có. Không vì thầy chưa ngơi thông thường ngơi chơi đi chắc mình ngỏ nó làm vài trăm. Một cái đi thầy cũng có lượm cho tao không phải chính với họ anh hiểu không? Cái chái thôi chứ bỏ được bao cả bãi sáng như rửa ta bỏ nó xé ta đi vừa mua vừa nở nó phải không mua rồi về bạn lại kiếm lời hả đến tận 80 rồi à ổn bình thường ổn rồi chúng ổn cùng tính thân ổn cùng là yếu hả gia tính gia con hai con là đúng rồi năm rồi đó hả cả núi vớ con có lên đi là chúng đâu là núi hai đời chúng bao giờ à dạ đưa vợ chú vợ đời thế là ở đây mua ở đây phú máu á thì đi làm được núi con rồi chứ đi phú bạn rồi đó hả giờ hả con cần khó khăn đấy vợ chứ vợ cho khi nào vợ để cái người cũng những cái cá đi để nó tiêu được cái máu đấy lượm dụng nó tiện hơn, bạn lượm dụng cho hồ không? Ừ. Lượm dụng cho hồ đi dụng đi tan tan được lượm cái bịch cái đôi được thôi. Nó kiếm chục mấy lăm hai ngang cũng không thôi. Phải dụng cho hồ, phải dụng cho hồ. Chắc cũng bình thường rồi. Phải dụng cho hồ. Chờ mày giúp chứ được cái giúp thương. Có thể được bắt tội đó hả? Đi lâu tụi nè, đúng kịp đấy đi. À, tại ở trong kiệt nữa, đây là đường này là đường đao tận hả? Dạ, đao tận đấy. Kiệt máy, số máy? Kiệt số 2. Kiệt số 2. Kiệt 2. Kiệt 2. À, bạc tên gì? Ông Tân Thần. Ông Tân Thần hả? Dạ, 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 cho biết địa chỉ rồi thôi, nếu như có ai giúp thì cũng lấy không anh đợi cho chú. Con khó đây thì thôi, gửi tặng, con rất đi bên Mỹ, gửi tặng... chủ hạ tâm hả? Cảm ơn chú ấy. Ăn uống vài bữa rồi chứ đâu khó khăn được mặc mua đeo khẩu trang với cho dịch già nữa đây đương khó khăn chắn là phải mua đó thì chỉ mà chơi đi chơi cho họ được họ phải ra được cũng đúng mà những cái hoàn cảnh khó khăn của mọi người tôi cũng là cầu nối giúp cho bà con khổ khó những cái thêm vài bữa cơm và có cái niềm vui sống cho những việc mình đó như cảnh khó quá qua đây cũng xin chân thành cảm ơn anh Randy và rồi cho em số tiền để đi giúp bà con khó khăn trên đường đó rồi cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn đồng hành theo dõi video của em vui đó, tiếp tục thăm Huế với con đường Đặng Thúy Tử đây ngã tư Xuân Diệu hôm nay đường Đặng Thúy Tử em vui có ghi hình nhiều và đặc biệt hôm nay là ngày mưa lần rồi dịch giả như mọi người đi thăm để nắm thêm một chút tình hình ngày mưa mùa dịch tại Huế nha. Con đường này cũng mưa bạn là mong hy vọng dịch nó những con
thường trên đây thì rất là nhiều ngành nghề là bạn cũng hướng truyền, chứ không ở những tuyến đường thì không thấy mực đồ muốn bạn này nọ, nhưng mà có những tuyến đường này làm ăn được á mọi người, nên bà con cũng bạn được và bán cũng được. Ta đang ngang qua nhà thờ Phủ Cam. Rồi một ngày mưa đông thăm Huế với nhiều hoàn cảnh trên đường, hy vọng mọi người xem cũng thấy thú vị. Ủng hộ tinh thần cho nhân vui hòa bình, ra nhiều video hơn nữa hàng ngày để cho bà con mọi người học. Rồi có lẽ video cũng dài, còn dùng video nữa.